Nam Hiệp xin gửi lời chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình Giai điệu trẻ. Chương trình đang được phát trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH và được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ là voh.com.vn. Ngoài ra thì quý vị và các bạn cũng có thể theo dõi chương trình trên điện thoại thông minh thông qua app ứng dụng VOH Radio Online. Quý vị và các bạn thân mến, Giai điệu trẻ hy vọng sẽ luôn là một điểm hẹn để chúng ta có thể gặp gỡ, giao lưu, có thể hiểu hơn về những nhân vật khách mời, đó là những ca sĩ trẻ, những nhạc sĩ trẻ, cùng với những phút tâm tình thú vị của họ về cuộc sống, về những tác phẩm và đặc biệt là niềm đam mê của họ dành cho âm nhạc. Và hôm nay thì Nam Hiệp muốn mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với một nhạc sĩ trẻ, sinh năm 1987, quê ở tại Thanh Hóa. Bạn tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh và gắn bó với dòng âm nhạc mang đậm chất dân gian Việt Nam. Bạn cũng đã ghi dấu ấn qua nhiều giải thưởng âm nhạc, tiêu biểu như là giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật báo chí của Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh theo chủ đề Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh giai đoạn 2015-2020 với ca khúc mang tên Ơn Người Đời Đời. Vâng, Nam Hiệp xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn khách mời của Giai điệu trẻ ngày hôm nay, nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam. Xin chào biên tập viên Nam Hiệp, chào quý thính giả của chương trình Giai điệu trẻ của Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vâng, cảm ơn Lại Văn Nam đã dành thời gian cho Giai điệu trẻ ngày hôm nay. Cảm xúc của mình khi mà trò chuyện với những thính giả của đài thông qua Giai điệu trẻ như thế nào ạ? Nam rất vui khi là khách mời của chương trình lần này. Cảm ơn đài đã cho Nam cơ hội để được giao lưu cùng quý thính giả. Dạ vâng, và hy vọng là bên cạnh những phút tâm tình về con đường âm nhạc của mình thì Lại Văn Nam cũng sẽ chia sẻ những cái sáng tác của mình cùng với thính giả nghe đài ha. Và đầu tiên là muốn hỏi Lại Văn Nam, đó là mình đến với âm nhạc từ khi nào, với cái mối duyên như thế nào ạ? Thực chất thì Nam đến với âm nhạc là từ nhỏ. Dạ. Trước đây thì Nam được học piano, sau đó lớn lên thì có một khoảng thời gian là Nam làm nhạc công ở đoàn ca múa nhạc. Rồi sau này khi mà yêu thích sáng tác thì Nam mới theo học mà chuyên ngành sáng tác tại Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh. Thì lúc nhỏ thì Nam hay xem anh trai của Nam là chơi nhạc ấy, nên là Nam thích và từ đó Nam học theo. Gia đình mình thì có ủng hộ cho con đường âm nhạc của mình nhiều không? Ba mẹ Nam đều là những người yêu âm nhạc đó, nên là gia đình rất ủng hộ con đường âm nhạc của Nam. Rồi cái tác phẩm đầu tay của Lại Văn Nam sáng tác là khoảng thời gian nào ạ? Tác phẩm đầu tay của mình sáng tác thì khoảng cuối năm 2010, đầu 2011. Đợt đó mình có viết một bài Quê hương trong tôi, đợt đó mình khởi dự thi chương trình Tuổi Hồng. Rồi có giải không? Thì đợt đó thì mình cũng được lọt vào top 10. Nói chung là mới viết nên là cũng chưa có được hài lòng lắm. Tính ra cũng đã hơn 10 năm rồi với cái sáng tác đầu tay. Thì đến bây giờ thì Lại Văn Nam đã có bao nhiêu tác phẩm cho mình rồi? Thực chất tại mình viết theo hai dòng nhạc, viết cả khí nhạc và thanh nhạc, thì tác phẩm thì cũng không nhiều lắm. Tổng tác phẩm của mình bây giờ khoảng tầm 50 gì đó, 50 hơn 50 một tí xíu. Vậy là cũng nhiều lắm rồi đó. Thấy Lại Văn Nam thì mình gắn bó với dòng nhạc mang đậm âm hưởng dân gian Việt Nam với rất nhiều cái âm điệu dân gian của các vùng miền. Đó có phải là cái phong cách chính mà mình theo đuổi luôn hay không? Thì thực chất Nam là rất muốn khai thác những chất liệu dân ca vùng miền Việt Nam mình. Từ đó mình làm mới những chất liệu đó để tiếp cận với các bạn khán giả trẻ yêu những làn điệu đó. Một chàng trai, một nhạc sĩ trẻ gốc Thanh Hóa mà mình sáng tác ở nhiều vùng miền như vậy thì cái cách tiếp cận của mình có nhiều khó khăn hay không? Thì mình nghe nhiều những làn điệu dân ca, xong từ đó mình phải đúc kết những thăng âm điệu thức của từng vùng miền một. Xong mình sẽ dựa trên những cái thăng âm điệu thức đó là mình kết. Nói chung là học âm nhạc chuyên nghiệp thì đều biết những cái thủ pháp đó. Dạ vâng, và bây giờ chắc là chúng ta sẽ đến với một ca khúc coi như là một cái món quà làm quen từ nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam. Một ca khúc mang âm hưởng dân ca Việt Nam đi chứ hả? Dạ. Thì Nam xin giới thiệu tới quý thính giả một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ. Dạ. Bài hát được mang tên là Sông Trôi Về Đâu do ca sĩ Cúc Vinh thể hiện. Thì ca khúc này là Nam viết vào khoảng năm 2017
Lúc đó Nam cùng với các bạn sinh viên Nhạc viện Thành phố Hồ Chí Minh về Trà Vinh để thực tế sáng tác dưới đó. Dạ vâng, chúng ta cùng đến với ca khúc mà Lại Văn Nam gửi tặng cho chương trình nhé, ca khúc Sông Trôi Về Đâu. Anh về miền Tây gặp em người con gái quê. Điệu múa lâm thôn sao rộn ràng, ánh mắt trao duyên ơi nụ cười, lòng anh đắm say. Anh về Trà Vinh gặp em chờ mong bấy lâu. Câu hát dù kê có chuyện xưa, ôi nghe nghiêng nặng xót xa tình em ngày nào. Em chính là dòng sông. Dòng sông mang tên Trịnh Thủy, nhờ gió đưa duyên mà anh gặp em. Về Trà Vinh mây che nắng đôi mình, bồng bềnh dòng trôi nơi nào buồn hiu trong lòng. Thuyền tình đôi ta không bến không bờ, vì anh nay đã sáng đó duyên phận đành đường hai lối đi. Tình ta dù có trao nhau ôi thêm buồn cho một dòng sông. Thôi xin giữ trong lòng dòng sông em trong anh. Gặp em người con gái quê, điệu múa lâm thôn sao rộn ràng, ánh mắt trao duyên người nụ cười, lòng anh đắm say. Anh về Trà Vinh gặp em chờ mong bấy lâu. Câu hát dù kê có chuyện xưa, ôi nghe nghiêng nặng xót xa tình em ngày nào. Em chính là dòng sông. Dòng sông mang tên Trịnh Thủy, nhờ gió đưa duyên mà anh gặp em. Về Trà Vinh mây che nắng đôi mình, bồng bềnh dòng trôi nơi nào buồn hiu trong lòng. Tình đôi ta không bên không bờ, vì anh nay đã sáng đó duyên phận đành đường hai lối đi. Tình ta dù có trao nhau ôi thêm buồn cho một dòng sông. Thôi xin giữ trong lòng dòng sông em trong anh. Vì anh nay đã sáng có duyên phận đành đường hai lối đi. Tình ta dù có trao nhau ôi thêm buồn cho một dòng sông. Thôi xin giữ trong lòng dòng sông em trong anh. Thôi xin giữ trong lòng dòng sông em trong anh. Thôi xin giữ trong lòng dòng sông em trong anh.
Quý vị và các bạn vẫn đang theo dõi chương trình Giai điệu trẻ trên làn sóng FM 99.9 MHz, Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH. Chương trình cũng đang được phát trực tuyến tại trang web của đài ở địa chỉ voh.com.vn và trên app ứng dụng VOH Radio Online. Chúng ta vừa đến với món quà âm nhạc đầu tiên từ khách mời của chương trình ngày hôm nay, nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam. Đó là ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ, rất là ngọt ngào. Ca khúc Sông Trôi Về Đâu qua phần thể hiện của ca sĩ Quốc Vinh. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau giao lưu, tìm hiểu thêm về sở thích, về âm nhạc cũng như là cuộc sống của nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam cùng với chuyên mục Chiếc Hộp Âm Nhạc quý vị nhé. Vâng, có theo dõi Facebook của Lại Văn Nam thì thấy nhạc sĩ của chúng ta luôn gắn bó và thử nghiệm bên dàn âm thanh nè, rồi mix nhạc, rồi sáng tác rất là nhiều. Có vẻ như là khá bận rộn và cũng rất là say mê. Không biết là Lại Văn Nam dành thời gian cho cái hoạt động âm nhạc này như thế nào ạ? Thực chất thì Nam dành rất nhiều thời gian cho âm nhạc. Thường thì mỗi sáng sau khi thức dậy, Nam công việc đầu tiên của Nam là mình tập đàn khoảng 1 giờ gì đó. Và sau đó có thể là đi cà phê với bạn bè một chút, rồi mình lại về phòng thu làm việc. Nói chung là công việc của mình là như vậy. Là mình có phòng thu riêng luôn hả Nam? Đúng rồi, mình có phòng thu, mình hòa phối khí. Thì như Nam nói là mình chơi được piano là coi như từ lúc còn trẻ. Còn bây giờ thì mình đã chơi được bao nhiêu loại nhạc cụ để phục vụ cho con đường âm nhạc của mình? Thì thực chất là nhạc cụ chính của Nam chơi thì vẫn là piano. Còn song song đó thì Nam có tìm hiểu thêm một số những cây đàn mà công nghệ mới bây giờ á. Những cây đàn mà người ta áp dụng công nghệ vào, ví dụ như cây Roly chẳng hạn. Những cây đàn mới đó nó có thể hiện được những loại âm thanh như 5D, 8D. Thì những cây đàn đó thì trước đây là chưa có. Nên mình là cũng là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam mình sử dụng những cây đàn như vậy á. Mình đang thử nghiệm. Thì ngoài ra đó thì mình còn có thể chơi được guitar. Rồi mình cũng đang tìm hiểu thêm saxophone. Mà chính thì vẫn là piano. Rồi ngoài thời gian bên âm nhạc ra thì Lại Văn Nam có những sở thích nào khác hay không? Mình thì mình thích đi du lịch. Khi đi du lịch thì tới những nơi mới lạ sẽ cho mình nhiều cảm xúc để sáng tác hơn. Mình sẽ được nhiều trải nghiệm. Và tất nhiên là còn khám phá về văn hóa vùng miền để phục vụ cho những sáng tác của mình đúng không? Dạ đúng rồi anh. Nếu mà tự nhận xét về tính cách của mình, ưu nhược điểm của mình thì Nam thấy như thế nào? Thực chất là mình có cái ưu điểm của mình á, là mình rất nhiệt tình, hết mình với công việc, với bạn bè. Còn cái nhược điểm lớn nhất của mình á, là mình hơi nhút nhát. Đôi khi mình không có tự tin lắm trước đám đông. Vâng, và nghệ sĩ đôi khi cũng cần phải có những cái khoảng lặng và có những cái không gian riêng của mình đúng không Nam? Dạ đúng rồi, nhiều rồi. Khi đó là một cái bản tính của những người nghệ sĩ ấy, hầu như ai cũng như vậy. Rồi trên con đường sáng tác âm nhạc của mình thì không biết là mình có chịu ảnh hưởng của một nghệ sĩ, một nhạc sĩ nào đó hay không? Thực chất là với một người mà mới bắt đầu sáng tác ấy, thì cái sự mà ảnh hưởng là khó thể thoát khỏi được. Nhưng mà Nam thì Nam đã trải qua cái giai đoạn đó rồi ấy. Thì bây giờ Nam sẽ con đường của mình là tìm tòi những cái mới lạ để viết. Tại vì sáng tác là phải luôn luôn mới, nên là phải đòi hỏi sự mới mẻ đó. Nên là mình cố gắng để không bị ảnh hưởng những nhạc sĩ đi tàn anh đi trước. Dạ. Rồi trong quá trình sáng tác thì mình có bao giờ mình thử hát những ca khúc của mình nhiều hay không? Thực chất là trong khi viết thì mình phải hát để mình biết được độ vang của ca khúc của mình. Rồi. Nhưng mà thực chất thì Nam ít hát với đám đông lắm. Thường chỉ có hát chơi với bạn bè khi có buổi tiệc giao lưu này kia thôi. Chứ cũng ít hát lắm. Cũng rất là thắc mắc, không biết là giọng hát của Lại Văn Nam thì như thế nào. Hy vọng là mình sẽ có dịp thử nghiệm với những sáng tác của mình qua chính giọng hát của mình luôn để tặng cho công chúng yêu nhạc ha Nam ha. Rồi. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một món quà âm nhạc tiếp theo đi. Hồi nãy là một ca khúc mang âm hưởng dân ca Nam Bộ rồi, Sông Trôi Về Đâu, rất là nhẹ nhàng, ngọt ngào. Còn không biết là bây giờ Nam sẽ chọn một ca khúc nào đây? Thì bây giờ Nam xin giới thiệu với quý thính giả một bài hát với chất liệu ballad nhẹ nhàng. Ca khúc mang tên là Vì Anh Em Đừng Thế. Ca khúc này do ca sĩ Hà Huy thể hiện. Ngày hôm đó không mưa em qua,
chiều trên phố chân anh bước chậm, vì nếu đến em bước đi nhanh lối về sẽ gần. Tại anh muốn bên em lâu hơn, vì anh biết trong anh rất cần một hơi ấm nơi đôi bàn tay của em. Sao em ngập ngừng, sao em lạnh lùng, tình yêu đó đã lớn trong anh từng giờ. Anh như đông tan theo phương gió lại, hãy nói với anh một lời, đừng cho nắng mưa nhạt mờ, tình yêu sẽ không ùa vào vì thù. Trên phố chân anh bước chậm, vì nếu để em bước đi nhanh lối về sẽ gần. Tại anh muốn bên em lâu hơn, vì anh biết trong anh rất cần một hơi ấm nơi đôi bàn tay của trong ai từng giờ. Anh như đông ta theo phương gió lại, hãy nói với anh một lời, đừng cho nắng mưa nhạt mờ, tình yêu sẽ không ùa vào vì thù. Sao em ngập ngừng, sao em lạnh lùng, tình yêu đó đã lớn trong anh từng giờ. Anh như đông tan theo phương gió lại, hãy nói với anh một lời, đừng cho nắng mưa nhạt mờ, tình yêu sẽ không ùa vào vì thu. Vâng, chúng ta vừa đến với những giai điệu rất là trữ tình, nhẹ nhàng trong ca khúc Vì Anh Em Đừng Thế, một sáng tác của nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam với tiếng hát của ca sĩ Hà Huy. Khi mà nhìn về con đường âm nhạc của mình từ những ngày đầu, đặc biệt là với cột mốc 2011, thì bản thân Nam cảm thấy là mình đã hài lòng chưa với con đường của mình? Thực chất thì Nam nhìn lại thì mình vẫn chưa hài lòng, tại vì ước muốn của Nam thì con muốn làm nhiều thứ. Mình muốn cống hiến nhiều cho âm nhạc hơn nữa. Và bây giờ thì mình đang trên con đường để thực hiện ước mơ đó thôi. Có những cái trở ngại, cái thách thức nào đối với một nhạc sĩ trẻ như mình trong cái quá trình sáng tác ạ? Tại vì thấy Lại Văn Nam cũng gắn bó với rất nhiều đề tài, thì không biết có cái đề tài nào mà mình ấp ủ mà mình vẫn còn nhiều trở ngại khó khăn để mà có thể thực hiện không? Về thuận lợi, tại vì mình còn trẻ nên là mình tiếp cận được với âm nhạc công nghệ dễ dàng hơn. Nó giúp mình trong cái việc phối khí tốt hơn. Còn về khó khăn á,
cái giai điệu của Nam viết thì nó đang còn hơi mới lạ. Thì những gì mà mới lạ thì Nam hay biết rồi. Những gì mới lạ thì nó cần có thời gian để tiếp cận với khán giả nhiều hơn. Dạ vâng. Và thấy là những cái sáng tác của Lại Văn Nam cũng gắn bó với rất nhiều giọng ca, cũng khá là mới lạ đấy ạ. Dạ. Không biết là mình cố tình lựa chọn hay làm sao, hay mình quen biết hay làm sao ạ? Tại vì Nam là Nam đi theo con đường là những cái tác phẩm của mình nó phải gắn liền với một ca sĩ nào đó, nó gắn liền với giọng ca của ca sĩ nào đó. À. Ví dụ khi mà Nam viết ra cái bài đó là Nam có nhắm cái mẫu giọng của ca sĩ nào trước là Nam mới viết. À. Nên là mình viết ra nó sẽ gắn liền người đó. Người khác có thể hát lại đôi khi nó sẽ không hay bằng. Thì Nam khác với những nhạc sĩ khác. Có những nhạc sĩ khác thì người ta muốn viết cái bài đó ra xong rồi người ta sẽ mời ca sĩ có tên tuổi để bia cái tác phẩm cho mình. Nhưng một Nam thì Nam muốn là đi trên con đường nó vững chắc hơn. À, và nó tạo ra rất nhiều cảm xúc mới lạ cho những người yêu nhạc. Và không biết là Lại Văn Nam thì thường sáng tác theo đơn đặt hàng hay là theo cảm xúc của mình là chính? Thì Nam viết vừa đơn đặt hàng cũng có và vừa cảm xúc cũng có. À. Nam viết nhanh nhất là đơn đặt hàng. Đơn đặt hàng thì Nam viết nhanh lắm. Còn cảm xúc thì phải có cảm xúc thực sự thì mình mới viết. À, vậy thì không biết là những cái dự định cũng như là những sản phẩm âm nhạc trong thời gian tới của Lại Văn Nam là những tác phẩm nào mà có thể bật mí cùng với thính giả của Giai Điệu Trẻ được không? Thì trong thời gian sắp tới mình đang cộng tác để sản xuất chương trình Tết đấy với một số đài, và sắp tới mình sẽ hoàn thiện tác phẩm khí nhạc giao hưởng, viết cho dàn nhạc giao hưởng. Thì Nam hy vọng sẽ có một dịp nào đó sẽ được giới thiệu tác phẩm đó tới quý thính giả. Dạ vâng, rất là hy vọng những cái tác phẩm mới từ nhạc sĩ Lại Văn Nam trong thời gian tới với những thể nghiệm mới hơn của mình nữa ạ. Cảm ơn Lại Văn Nam đã đến với chương trình Giai Điệu Trẻ ngày hôm nay, và chúc cho bạn sẽ có thật nhiều sức khỏe, niềm đam mê cũng như là nguồn cảm hứng sáng tạo để có thêm nhiều cái tác phẩm mới và gặt hái được nhiều thành công trong âm nhạc và trong cuộc sống của mình ạ. Cảm ơn chương trình, cảm ơn quý thính giả đã lắng nghe, và hy vọng mọi người sẽ luôn đồng hành và ủng hộ cho con đường âm nhạc của Nam, những sáng tăng mới của Nam. Chúc thính giả nghe đài thật nhiều sức khỏe. Dạ vâng, bên cạnh những lời chúc đó thì sẽ là một ca khúc mới, một ca khúc là Văn Nam sẽ gửi tặng cho chương trình thay cho lời chào tạm biệt. Sẽ là ca khúc nào đây ạ? Để chia tay các bạn thính giả cũng như chia tay với năm 2021, Nam xin gửi tặng một sáng tác nói về mùa xuân, ca khúc Ngày Xuân Đến qua phần trình bày của ca sĩ Thái Khắc Vui. Ca khúc này cũng là một thông điệp chúc mừng năm mới tới mọi người, chúc nhà nhà hạnh phúc và bình an. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại chương trình. Dạ vâng, hẹn gặp lại Lại Văn Nam trong một dịp gần nhất cùng với những tác phẩm mới nhất của bạn ạ. Chờ 30 em thơ nụ cười hồn nhiên.
cành mai trên tay. Xuân đang đến với mọi nhà. Một năm mới đến, trao cho nhau lời yêu thương. Xuân đến nơi, chúc nhau an bình. Nhà nhà sáng năm hạnh phúc. Một năm mới đến, trên quê hương Việt Nam tôi. Âm thanh vui hát bên gia đình. Xuân đang đến với mọi nhà. Một năm mới đến, trao cho nhau lời yêu thương. Xuân nơi nơi chúc nhau an bình. Nhà nhà sáng năm hạnh phúc. Một năm mới đến, trên quê hương Việt Nam tôi. Âm thanh vui hát bên gia đình. Xuân Quý vị và các bạn thân mến, những giai điệu rộn ràng của mùa xuân đang đến với mọi nhà cũng khép lại chương trình Giai điệu trẻ với khách mời là nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Biên tập chương trình Nam Hiệp, nhạc sĩ trẻ Lại Văn Nam cùng với những người thực hiện chương trình, thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Ngày 30, nơi nơi rộn ràng, người quê tôi chào xuân đang tới, phố chờ xôn xao người qua. Chờ 30 em thơ nụ cười, hồn nhiên em cành mai trên tay. Xuân đang đến với mọi nhà. Một năm mới đến. Xuân đang tới, phố chờ xôn xao người qua.